Kính chào trước vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Địa tiền giới Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng Tác giả Trạch Trư Chư. chương 6 trong 14 Tạo phản ngay trước mặt Chưa vị nghe chuyện hay đăng ký kênh Like xe vào bình luận audio Để ủng hộ tại hạ Trên bầu trời Bất diệt linh quang bắn ra bốn phương tám hướng Rõ ràng Thúy Nham đã đâm cho vô số linh quang bên trong quả chuông bắn ra toán loạn ra ngoài. Quả chuông kêu lên. Lòng già, ta sắp vỡ ra rồi. Chưa đâu. Đại lòng hưng phấn vô cùng, đọ sức với Thúy Nham. Linh quang bay ra đầy trời, cũng lũ lượt hạ xuống, lại chảy vào bên trong thân thể quả chuông. Thúy Nham kéo theo thái cực đồ, vô cực đồ, ngọc hư phất trần, đỉnh Lê hư hoàng, hồng bông phiên, đối kháng cùng với chuông rồng, lại còn đè ép chuông rồng bay về phía tổ đình thiên đạo mọi người thấy vậy thì cảm thấy tuyệt vọng thiên sư huynh bất chấp ẩn thân ở bên trong bầu trời cũng hiện ra phát động thần lực ra sức ngăn cản nhưng thần lực hùng hồn vô cùng của y chỉ có thể vừa mới tiếp xúc với thúy nhàm thì đã bị lực lượng kỳ dị truyền tới từ bên trên thúy nhàm áp chế đất thành từng khúc thật sự sắp vỡ ra rồi quả chuông kêu lên đại long gầm thét nhảy ra từ trong quả chuông hiện ra nguyên thần viễn tổ dù chỉ còn lại một cái đầu rồng nhưng vẫn có được uy năng kinh thiên động địa đầu rồng nguyên tổ Trông đỡ thúy nhâm cũng là quả chuông đối kháng với sức ép tới từ thúy nhâm tốc độ của thúy nhâm giảm mạnh nhưng vẫn đầy cho bọn họ đánh về phía tổ đình thiên đạo cùng lúc đó thái thành ngọc thành ngọc hư bình đẳng vương hư hoàng và thiên cùng nhau phi thăng bay lên dùng cánh tay và sau lưng của mình để đỡ lấy thúy nhâm mỗi người đều bị thúy nhằm đẩy về phía tổ đình thiên đạo thổ địa thần đột nhiên từ trong đất nhảy ra một cái há miệng to hai tay giống trống trận của mình lên phóng về phía thúy nhằm đang giáng xuống từ trên bầu trời tiếng trống ầm ầm rung độc chỉ thấy thúy nham đẩy lấy đám người từ trên trời giáng xuống hiểm hiểm đè xuống mặt đất rốt cuộc cũng dừng lại thổ địa thần vẫn còn đang la hét tiếng trống vẫn còn đang không ngừng quả chuông bay ra từ phía trước thúy nham nói thổ địa thần đừng đánh nữa Thúy Nhàm đã bị ngươi chặn lại rồi Thổ địa thần hai mắt bất thần Vẫn chưa lấy lại được tinh thần Mọi người cẩn thận đặt khối Thúy Nhàm này xuống dưới đất Chỉ sợ Thúy Nhàm bay đi Sẽ gây ra một trận đạo khắc quý thiên diệt địa khác Chỉ thấy bên trên khối Thúy Nhàm này khắc đầy văn tử Văn tử chia ra làm hai loại Một loại hoa văn hình nhánh cây Còn gọi là đạo lý Một loại khác được gọi là đạo văn Hay còn được gọi là chữ như gà bới Hai loại hoa văn mỗi thứ chiếm một nửa diện tích. Quả chuồng áp sát tới, dò hỏi. Bên trên Thúy Nham này có cái gì thế? Mấy vị thiên địa nguyên thần đều tiến tới. Tôi gần quan sát thật lâu, tất cả đều nhíu mày. Bọn họ đều là thiên địa nguyên thần, chỉ có thể lý giải thiên địa đại đạo trong đạo tràng của mình. Không hiểu gì về những đạo lý không ở trong đạo tràng. Thiên sư huynh cũng đi tới, suy nghĩ một lát mới lắc đầu nói. Xem không hiểu. Tại lòng tiến tới, làm bộ quan sát một lát rồi mới khổ sở đạo văn nằm ở bên nào ấy thế? hư hoàng đại đạo quân nhìn quanh một lượt rồi mới khẽ nhíu mày nói bây giờ chỉ có trung tiểu hữu ở đây là có trình độ về đạo văn thôi ta sao quả chuông ngẩn ra đám người đều quay đầu nhìn lộ ra vẻ mong chờ hư hoàng đại đạo quân nói đương thời kẻ học theo tiền bối thì đông người tự mình dựng cờ lại ít mà trung đạo hữu lại là đại tông sư tự cầm cờ đi đầu người là pháp bảo đầu tiên tu chân lại kiêm tu tân đạo cửu đạo còn luyện long văn của thời đại long đình trong thiên hạ này người có tầm mắt kiến thức cao hơn ngươi đã không có mấy người rồi không cần phải khiêm tốn qua chuông kêu vang không biết là bị tầng bốc tới mức kêu ông ông hay là trột dạ tới mức kêu ông ông nữa tầm nghĩ hắn đang nói về ta ư có điều hư hoàng tâm bốc như thế Cũng khiến cho quả chuồng thấy lâng lâng. Nhưng nhìn vào thúy nhằm Chỉ cảm thấy hoang mang Đành phải cứng ngắc đi tới Cẩn thận phỏng đoán hàm nghĩa của đạo văn trên vách đá Nếu như A à ứng A à ứng sẽ phá giải từ chỗ nào A à ứng sẽ phá giải như thế nào đây Trong lòng của nó bắt đầu suy nghĩ Thời gian dần trôi Nó tìm được một tia ảo diệu của đạo văn trên vách đá Bất giác im lặng Đắm chìm vào lạc thú giải mã ảo diệu Càng lúc càng tập trung quả chuông kìm lòng không được phát ra từng tiếng chuông huyền diệu đám người hư hoàng thái thành nghe thấy tiếng chuông này đều lộ ra vẻ kinh ngạc không ngờ quả chuông này thật sự có thể giải mã và hiểu được nội dung ở trên vách đá đạo diệu ẩn chứa ở bên trong tiếng chuông vô cùng sâu sắc khiến cho bọn họ nghe thấy cũng không nhịn được mà tâm phục không thôi thật lâu sau quả chuông cuối cùng cũng tỉnh lại từ niềm vui trong vui thú giải mã chỉ thấy mọi người đều xoay quanh mình tạo thành một cái vòng tròn lớn thậm chí ngay cả đầu của viễn tổ cũng bay lơ lửng giữa không trung nhìn mình chằm chằm không chớp mắt nội dung trên vách đá kia ta chỉ có thể giải mã một chút thôi quả chuông chột dạ nói thế rốt cuộc trên vách đá nói cái gì đám người vội vàng hỏi đạo văn tiên đạo trên vách đá này cũng là một giải mã về thiên giải mã về đạo lý dị vực quả chuông do dự một chút rồi mới nói đạo lý dị vực khắc ở trên này chính là địa cửu cảnh của đạo Đệ cựu cảnh của đạo mọi người ở đây đều thầm giật mình lũ lượt nhìn về phía khối thúy nhầm thứ mà hư hoàng đại đạo quân đưa tới bỉ ngạn lại là ghi chép về mấu chốt về đệ cửu cảnh hiện tại dù là cựu đạo hay tân đạo đều chỉ lên tới bát cảnh mà thôi tân đạo đệ bát cảnh cũng vì thất cảnh trước đó không được trọn vẹn mà không viên mãn hư hoàng đại đạo quân đưa khối thúy nhầm này từ bỉ ngạn tới mục đích chỉ sợ là để cho đám người bàn thổ có thể dựa vào cái này để đột phá tu thành địa cửu cảnh trung đạo hữu nội dung phía trên này là một thiên công pháp địa cửu cảnh của đạo ư ngọc hư đạo nhân hỏi qua chuông nói hẳn là thế chỉ là ta đọc không hiểu nhiều lắm thôi nó đã được hư hoàng khen là đại tông sư nhưng nói thật đạo hạnh của nó là do hứa ứng và đại lòng kéo lên đại đạo mà nó lĩnh ngộ đại đa số là đại đạo hứa ứng tu hành nó vẫn luôn ở trong đại la thiên đi theo hứa ứng cùng lễ ngộ là đủ mà lòng văn trên người cũng là vị long tộc viễn tổ đại long này lạc ấn trên người nó chỉ in lấy là đủ không cần hiểu sâu làm cái gì nhưng theo ta thấy môn công pháp địa cửu cảnh này hẳn không phải do hư hoàng đại đạo quân sáng tạo mà là công pháp dị vực mà hắn ghi chép lại quả chuông thận trọng nói đám người nhìn nội dung khắc ở trên thúy nhâm tâm trạng vô cùng phức tạp đám người hư hoàng đi theo thúy nhâm viễn độ bì ngạn tại bì ngạn tìm kiếm địa cửu cảnh của đạo sau khi giải mã xong thì đưa đến địa tiên giới mục đích của họ nhất định là để truyền môn công pháp cao cấp hơn này về nhưng vì sao đám người hư hoàng đại đạo quân lại không trở về chứ bọn họ ở bì ngạn vẫn ổn sao ngọc thanh đậu nhân cười nói bì ngạn là nơi mà vô số người tha thiết mở ước bọn họ ở đó nhất định vô cùng sung sướng cùng đạo tồn tại cùng đạo đồng du không biết khiến bao nhiêu người hâm mộ Chắc cũng vì vậy nên mới vui vẻ không muốn trở về Một đám thiên địa nguyên thần đủ lượt cười nói Đúng vậy, bọn họ thậm chí còn không rảnh đưa tin qua lại với chúng ta Chỉ có thể thừa dịp hứa đạo hữu phi thăng Viết một lá thư để hứa đạo hữu mang về Mục đích của bọn họ chính là để truyền địa cửu cảnh của đạo cho chúng ta Đã như vậy, chúng ta không phụ lòng họ được Làm thiên địa nguyên thần, Bọn họ chính là do thiên địa đại đạo trong đạo tràng tạo thành, không có tư tâm gì. Trong lòng chỉ nghĩ phải làm sao để hoàn thành lời căn dặn của đám người hư hoàng đại đạo quân, truyền công pháp khắc ở trên Thúy Nham ra ngoài. Công pháp địa cứu cảnh này trên Thúy Nham còn cần người có thiên tư chắc tuyệt giải mã, chỉ dựa vào chúng ta thì không được. Hư hoàng nói, người thích hợp tiếp nhận việc này, nhất định hiển nhiên là người có nghiên cứu sâu sắc nhất đối với đạo văn. Đám người tạo hóa trí tôn tiên đế thánh tôn chính là người nghiên cứu sâu nhất nhưng bọn họ cũng có tư tâm nặng nhất bọn họ lấy được túy nhầm nhất định có thể giải mã nội dung ghi lại ở trong đảo văn nhưng cũng sẽ không truyền ra ngoài nên phải tìm một người không hề có nhiều tư tâm đồng thời lại tinh thông hệ thống đạo văn thái thanh đạo nhân cười nói người này chính là hứa ứng hứa đạo hiếu hắn cực kỳ bác học phục hồi thiên địa đại đạo trong đạo tràng của các đại tổ đình chúng ta đạo hạnh cực cao tạo nghệ trên đạo văn của hắn có thể sánh với những trí tôn diệu cảnh kia đám người lại để cho thúy nham ở tổ đình thiên đạo đi ra ngoài nói hắn vừa mới đổ kiếp phi thằng lại bị đại đạo quân đưa về việc này không nên chậm trễ chúng ta phải đi mau tìm hắn mới được bọn họ đi tới biên giới phù tăng thụ nhưng không thấy bóng dáng của hứa ứng đâu đại đạo quân thuận theo quỹ tích phi thăng của hắn đưa hắn về theo đường cũ Hắn hẳn là phải trở về chỗ mình phi thăng rồi mới đúng chứ. Hư hoàng phỏng đoán, Nhất định là sau khi hắn phi thăng trở về, Vị đệ tử kia của Thánh Tôn lo lắng an nguy của hắn, Nên đã chuyển hắn đi rồi. Đám người nhẹ nhàng gật đầu, Ngọc hư đạo nhân nói, Thế nhưng vị đệ tử kia của Thánh Tôn sẽ chuyển hắn đi đâu đây? Lâm Minh Ngọc mang theo hư ứng nhanh chóng rời đi. Phi tình cản nguyệt nhanh như điện chớp trong lòng thầm nghĩ không ai có thể ngăn cản ta trở thành người hộ đạo của đạo tổ tân đạo. Bởi vì tù vi thực lực y khá thấp, không thể đuổi theo hứa ứng lúc phi thăng. Bởi vậy hứa ứng phi thăng trở về, y lại là người đầu tiên đi tới bên cạnh hứa ứng. Lúc đó hư hoàng đại đạo quân liên lạc với một đám thiên địa nguyên thần, đám người tạo hóa, tiền đế, yêu tổ, thì đang trên đường đuổi tới. Cho nên y nhân cơ hội đưa hứa ứng đi, miễn cho bị tiền đế bắt được. Y rất có lòng tin, có thể mang theo hứa ứng thoát khỏi đám người tiền đế lầu minh ngọc rời khỏi tổ đình đầu tiên là chui vào cõi âm thông qua cõi âm lại nhảy vào dương gian sau mấy chục lần đổi hướng cuối cùng đi vào một sơn thôn trong tiểu thế giới không biết tên để ẩn núp y cắt đứt nhân quả bố trí vạn đạo hỗn hào đại trận che đại thần toán thầm nghĩ tiền đế muốn tìm ra vị trí của ta tuyệt đối sẽ không thể tính chuẩn được đại đạo mà thánh tôn tinh thông thực sự quá nhiều Cô có nghiên cứu sơ trên nhân quả đạo lầu minh ngọc cũng tinh thông thần toán mặc dù không bằng đám người thần bà nhưng khả năng tính toán cũng không kém ngựa ứng còn đang tu hành động quyền thái nhất sầu lường không ngừng xoay tròn không nhanh không chậm dần dần đi vào cảnh giới thứ hai của tân đạo lục vực cảnh cảnh giới này đối ứng với địa tiên cảnh muốn làm tới lục vực nhất thể nhưng cảnh giới của tân đạo thiếu đi ba cảnh giới so với cảnh giới ban đầu tu vi thực lực cơ bản của lục vực cảnh đối ứng với tiền quân. Nhưng cái mà hữu ứng luyện không phải lục vực, mà là đạo vực thập tam trọng. Mỗi một tầng đạo vực đều là một tầng độc nguyên, bên trong có tiền sơn phúc địa, tự tạo ra linh khí linh lực, cực kỳ thần thánh, không hề tầm thường. Muốn luyện 13 đạo vực thành một thể, hóa thành một cây độc nguyên lớn, thật sự không hề dễ dàng. Lâu Minh Ngọc quan sát hữu ứng tiến cảnh, chỉ thấy đạo vực của hữu ứng chia ra làm 13 loại đạo vực, bao gồm hoạt tính, thần thức, nguyên khí, hồn lực, âm dương tâm lực sinh tử đạo lực hư không hỗn nguyên thiên đạo thúy nhâm hồng mông trong đó hứa ứng luyện 10 loại đạo vực trước kia thành nhất thể hóa thành thái nhất đạo vực đang dung luyện ba loại đạo vực kỳ lạ là thiên đạo thúy nhâm và hồng mông nếu có thể khiến ba loại đạo vực này hợp nhất làm một thể khiến cho 13 tầng đạo vực hóa thành một tầng thì có thể luyện thành đạo tràng tiến vào cảnh giới thứ ba của tiên cảnh đạo tràng cảnh ở cảnh giới này động uyên chính là đạo tràng cực kỳ lợi hại đạo tràng cảnh trên cơ bản có thể đối ứng với cảnh giới thứ sáu của cựu đạo là thiên quân cảnh cảnh giới thứ tư của tân đạo đại đạo cảnh hẳn là đối ứng với cảnh giới thứ bảy đại la kim tiên ánh mắt của lâu minh ngọc lóe lên thầm nghĩ mà cảnh giới thứ năm của tiên đạo trí tôn cảnh hẳn là đối ứng với cảnh giới thứ tám của cựu tiên đạo trong lòng của y không lại đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng trí tôn cảnh đối ứng với đại la kim tiền và đại la diệu cảnh xem như đối ứng hai cảnh giới nếu như đạo cảnh của tân đạo do hữu ứng sáng tạo ra đối ứng với đại la kim Tiên như vậy trí tôn cảnh sẽ đối ứng với đại la diệu cảnh và đệ cửu cảnh trong truyền thuyết bất hủ cảnh thanh tôn vẫn luôn tìm kiếm bất hủ cảnh trên đại la và trí tôn đau khổ tìm kiếm nhưng vẫn không ra chẳng lẽ hệ thống tân đạo của hứa sư đệ bao gồm cả bất hù cảnh ư y đột nhiên tỉnh ngộ không đúng không phải bao gồm sự tồn tại của bất hù cảnh không nằm trong trí tôn cảnh nhưng bất hù cảnh của tân đạo chỉ sợ còn cao hơn bất hù cảnh của cựu đạo rất nhiều từ trí tôn cảnh đẩy lên tới trình độ đạo cửu không ai có thể giành cái chức người hộ đạo của ta được cho dù là cướp được chức đồng tử nâng kiếm của ta cũng không được lâu minh ngọc thầm hạo quyết tâm cảnh giới lục vực cảnh này Hứa ứng tu luyện cực kỳ lâu trước sau tốn hơn 3 tháng rốt cuộc mới có thể nhập hồng mông thúy nhàm thiên đạo vào thái nhất chính thức tiến vào cảnh giới thứ ba của tân đạo là đạo tràng cảnh lúc trước cảnh giới này đối ứng với thiên tiền mà bây giờ lại đối ứng với thiên quân hứa sư đệ sắp tỉnh lại rồi lâu minh ngọc thầm nghĩ lúc trước hứa ứng đã tu luyện thức cảnh giới này bây giờ trở lại cảnh giới này chính là lúc nên tức tỉnh y quan sát khí thức của hứa ứng chỉ thấy khí thức của hắn lúc này gần như đã ngang ngừa với lúc tự chém tu vi trước đó, chỉ hơi thấp hơn một chút mà thôi. Trước khi hứa ứng tự chém, có thể sánh ngang với lâu minh ngọc. Sau khi tự chém, tu vi có thể tu luyện tới đạo tràng cảnh. Mặc dù đối ứng với thiên quân cảnh, nhưng vẫn chưa luyện thành đạo cảnh. Trường 610 năm, lý luận, lý luận. Nhưng nằm ngoài dự kiến của Lâu Minh Ngọc, chính là hứa ứng vẫn chưa tỉnh. Mà từ đạo tràng cảnh tiếp tục tu hành, nhắm thẳng về phía cảnh giới thứ tư của tân tiên đạo lâu minh ngọc nào nào cảnh giới tiếp theo chính là đạo cảnh đối ứng với đại la kim tiên cũng phải lúc trước hắn đã luyện thành 10 loại đạo cảnh bây giờ đột phá tới đại đạo cảnh xem như nước chảy thành sông lâu minh ngọc thở dài một tiếng hấp mộ không thôi nếu hứa ứng có thể vào đại đạo cảnh tu vi thực lực sẽ tăng vượt quá y tần đạo đúng là rất có mị lực ta cũng có thể tu thành đạo cảnh nếu tự chém tu vi đi theo con đường tân đạo này cũng có thể như hắn một đường trôi chảy hơn hẳn trước kia lầu minh ngọc tiếp tục chờ đợi ước chừng qua nửa năm sau rốt cuộc hứa ứng cũng tu thành 13 loại đạo cảnh cuối cùng đã tỉnh lại phía sau hắn ngoài trừ động uyên thái nhất ra thế mà còn có một tòa động uyên thái nhất khác mặc dù tòa động uyên này không bằng động uyên thái nhất trần chính nhưng cũng không thể coi thường bên trong không ngừng sinh ra tiên linh khí ẩn chứa đạo vận thái nhất thoạt nhìn gần như không khác gì động uyên thái nhất thật sự nhưng nếu nhìn kỹ thì lại vẫn có thể nhìn ra điểm khác biệt động uyên thái nhất mà hứa ứng luyện ra tương đối nông cạn tiên sơn bên trong cũng không nhiều bằng động uyên thái nhất thật hơn hết chính là bên trong không có bỉ ngạn mà động uyên thái nhất trần chính lại thâm thúy vô cùng tiên sơn đông đảo quan trọng nhất chính là nơi đó có một tòa đại lục bỉ ngạn bên trên còn có kiến trúc và các loại hình khác văn tự đạo lý của dị vực lâu minh ngọc thấy hứa ứng tỉnh lại thì mừng rỡ vô cùng cười nói hứa đạo tổ có thể truyền đạo hay không hứa ứng đang xem thử điểm khác biệt giữa tân đạo và cựu đạo nghe như vậy thì cười nói sao ta lại thành hứa đạo tổ thế này chẳng lẽ người cũng gia nhập thập toàn đạo môn của ta à lâu minh ngọc từng nghe nói tới thập toàn đạo môn nghiêm túc nói thập toàn đạo môn chỉ là đạo môn do thập phế thiên quần liệu quán nhất khai sáng sao có thể so sánh với đạo tổ tân đạo được chứ tân đạo mà hứa đạo tổ sáng lập ra nhất định sẽ đè bẹp cựu đạo và tất cả những đạo môn khác hứa ứng bị y tầng bốc như thế thì cũng cảm thấy lâng lâng cười nói <cười> người đừng có mà nịnh nọt ta người muốn học thì ta dạy cho ngươi là được lâu minh ngọc mời hắn ngồi đến bảo tọa mình thì đi ra bên ngoài viện sửa sang lại quần áo sau đó thì đưa mặt về phía cửa viện quỳ lại tiếp theo đi vào trong viện đăng đường thì không quỳ nữa hứa ứng kinh ngạc vô cùng lâu minh ngọc cười nói ta có sư phụ khác nên không thể bái ngươi làm thầy nữa nếu không chính là phản bội bản môn cho nên chỉ có thể hành nửa lễ bái sư không tính là đệ tử đăng đường nhập thất của ngươi hứa ứng thật sự không biết nhiều về các thứ lễ tiết này cho lắm cười nói hai ta là bằng hữu người sao có thể bái ta được người đứng dậy đi ta dập đầu lại với ngươi lâu minh ngọc biến sắc vội vàng nói không thể như thế được đạo huynh sau này ngươi gặp bất cứ người nào cô không thể quỳ gối bái một cái cũng đã là xem trọng người ta người bình thường không chịu nổi sẽ tổn thọ mất hứa ứng nghi ngờ nói ngay cả phụ mẫu cô không thể bái ư lâu minh ngọc nói có thể bái phụ mẫu bái thiên địa nhưng không cần bái quân không cần bái sư người là sư tổ tân đạo trên bối phận thì chỉ có phụ mẫu và thiên địa lớn hơn ngươi những người khác cũng không được nhiều nhất cũng chỉ có thể xem những ngang hàng thôi Hứa ứng cảm thấy quá đỗi phiền phức Bèn cười nói Đạo của ta còn chưa truyền Lấy đâu ra quy củ nhiều như vậy chứ Thế là lâu Minh Ngọc tự chém tù vi cảnh giới Đi theo bên cạnh hứa ứng Dốc lòng tu luyện tân đạo Hứa ứng trở về nguyên thú Gặp một đám người quen cũ Tư tiết doanh an Thời Vũ Tình, Hùng Thiên Lý Quách Tiểu Điệp Truyền thụ tân đạo để bọn họ tự mình lĩnh ngộ tu hành Trong số những người quen cũ ở nguyên thú có vài người đã tu luyện tới cảnh giới tiên nhân, chờ chắc nguyện ý phế bỏ tù vì tu luyện lại, hứa ứng cũng không miễn cưỡng. Sau khi truyền đạo xong, thì trực tiếp rời đi quay về tổ đình. Tiểu Thiên Tôn và Tiểu Hỷ Tiên quyết quyết tới đón, hứa ứng gặp Tiểu Hỷ Tiên thì vô cùng kinh ngạc. Thế mới biết từ khi tiên giới dung nhập vào địa tiên giới, nữ tử này nhàn rỗi ở nhà, không có kế sinh nhai, cô không còn nghề nào khác để kiếm sống, đành phải tự tìm, dựa vào sư đệ để kiếm ăn. Sư phụ nghe nói đám người Thái Thanh Ngọc Thanh Đạo Nhân đang tìm kiếm vị trí của người đấy. Tiểu Thiên Tôn nói, vừa ứng kinh ngạc, bọn họ tìm ta làm cái gì? Tiểu Thiên Tôn lắc đầu, không biết. Vừa ứng không để ở trong lòng, cười nói, chờ ta rảnh rỗi thì ta sẽ đi gặp bọn họ. Vì sư tìm hiểu ra tân đạo, chỉnh lại hệ thống tân đạo, hôm nay sẽ truyền thụ cho các ngươi. các người hãy chăm chỉ tu hành nhé. Tiểu Hỷ Tiên nhìn thấy Lâu Minh Ngọc trong lòng kinh ngạc nói, Sư phụ, đây là đệ tử người mới thu à? Hứa ứng lắc đầu nói Vị này là Lâu Minh Ngọc, đạo hữu của vi sư Tự phế tu vi Đi theo vi sư tu hành Gọi là Lâu Sư Thúc Hai người vội vàng chào Lâu Sư Thúc Hứa ứng nói Các người hãy đi mời những cố nhân kia của ta tới đây À Phúc, Thành Bích, Thiền Thiền Còn có Sở Thiên Đô, Hồ Trác Quân Tổ Đình Tứ Thánh, Linh Gia Tứ Hùng Mời hết tất cả tới đây Cả cố nhân ở các đại tổ đình càng nhiều càng tốt sau khi ta truyền đạo các người thay ta truyền đạo ta cũng không cần vất vả như vậy nữa tiểu thiên tôn ngoan ngoãn đáp nói xin hỏi sư phụ truyền đạo ở nơi nào hứa ứng nhớ tới lúc mình đi tới tổ đình tiểu thiên tôn đã đưa mình tới tham đạo đài lĩnh ngộ lục bí nên lập tức nói trên tham đạo đài tiểu thiên tôn lĩnh mệnh rời đi quy mô của tổ đình lớn hơn nguyên thú thế giới rất nhiều lần cho dù luyện khí sĩ phi thăng kỳ đi về một lần cũng phải cần hai ba tháng. Nhưng may mà trên bầu trời tổ đình có rất nhiều thần khí bổ thiên có thể hiển hóa thiên đạo thần nhân ở các nơi để truyền đạt tin tức, nên cũng nhanh gọn hơn nhiều. Chờ tới khi hứa ứng đi vào tham đạo đài, tiểu thiên tôn đã truyền tin tức tới khắp tổ đình, tiểu hỷ tiên thì có được tiên thuyền tốc độ cực nhanh, thế là liên tục đi đón người khác tới tham đạo đài. Qua mấy ngày, bên dưới tham đạo đài cũng đã tấp nập người qua lại những cố nhân tổ đình hứa ứng đã bỏ lại từ kiếp trước để phi thăng tiền giới có vài người có hiểm khích với hắn nhưng những năm qua hứa ứng hối hả ngược xuôi vì tổ đình hiềm khích đã dần dần tan đi nhưng cũng không thể trở lại như lúc ban đầu các đạo tổ như thái thanh ngọc thanh ngọc hư cũng tới chỉ là ngồi trên không trung nhìn từ xa dáng vẻ trang nghiêm cũng không tới quấy rầy hứa ứng đợi cho người đến đông đủ mới ngồi ở trên tháp đạo đài vừa mới mở miệng thì mọi người đều xôn xao cho dù là các đạo tổ như Thái Thanh, Ngọc Thanh Cũng ngồi không vững trên bồ đoàn Xuyệt chút nữa thì ngã xuống Tổ đình tu luyện là cựu đạo Lấy đạo văn làm cơ sở Nhưng hợ ứng rằng lại là là tân đạo Và vỡ cựu đạo Và lại cho dù là tân đạo của đương kim tiên đình Cũng không phải là mới hẳn Từ thải khí tới phi thăng Đều là cảnh giới của cựu đạo Chỉ đến cảnh giới tiên nhân mới bắt đầu khác đi Nhưng hữu ứng từ cảnh giới luyện khí thứ hai Đã lật ngược cựu đạo Hứa thiên tôn là muốn dẫn dắt phe ngoan cố theo cựu đạo chúng ta tạo phản sao? Bích dù cùng huyền nhai tử kinh ngạc, quay sang nói với ngũ liễu đạo nhân. Nghe thêm chút nữa đi. Sắc mặt của ngũ liễu đạo nhân cùng với những cao thủ tổ đình khác vô cùng khó coi, nói nhỏ. Nếu hắn giảng hay ho thì cũng thôi, nếu giảng không hay thì đạp hắn xuống, loạn kiếm đầm chết hắn. Chúng ta đánh không lại phản tặc này. Phan ma thần nói, ngũ liễu đạo nhân vĩu mồi, các người nhìn đi, sắc mặt của chư vị đạo tổ đạo môn đều đen thui rồi kìa. sắc mặt của các thiên địa nguyên thần của chư vị như đạo tổ thái thanh ngọc thanh ngọc hư đúng là rất khó coi. tân đạo mà hứa ứng tuyên dương xét từ căn cơ đạo pháp thì đã không đúng. mặc dù khúc dạo đầu của tân đạo cũng là thải khí luyện khí nhưng cảnh giới thứ hai lại sách lệch. theo hứa ứng giảng sâu xa hơn nội dung lại càng ngày càng lệch. tân đạo này vậy mà mở ra truyền thống luyện khí cửu cảnh dùng luyện khí truyền thống làm công cụ phò tá tân đạo chuyên môn dùng để tu tân đạo đúng là xỉ nhục mà trong lúc hứa ứng giảng giải chỉ thấy có rất nhiều trí bảo diệu cảnh như lò luyện đàn bát quái ngọc hư phất trần thái cực đồ vô cực đồ im lặng hiện ra đây không phải trò đùa trẻ con mà là trận chiến đạo thốn kết quả của nó chính là người thua sẽ phải diệt tuyệt đạo thống đầu tiên cứ chờ một chút đã thái thanh đạo nhân do dự một lúc cuối cùng vẫn nói với những người khác nội dung hắn vừa giảng cũng thú vị lắm đội luyện động uyên quả thật cũng rất xảo diệu để xem tiếp theo hắn nói thế nào nếu có đạo lý chúng ta lại đi lý luận với hắn cũng không muộn nếu như không có đạo lý thì đánh hắn một trận cũng không muộn đám người ngọc hư ngọc thanh vốn rất thưởng thức hứa ứng ngay vậy thì lũ lượt gật đầu nói Ngày thêm lát nữa đi để xem hắn nói gì hứa ứng lấy ngũ nhạc tiên sơn làm căn cơ nội luyện động uyên đúng là khiến bọn họ như được khai sáng ngũ nhạc tiên sơn vốn chính là ngọn nguồn của thái khí luyện khí luyện khí sĩ ban đầu phải hái ngũ nhạc tiên sơn khí ngũ khí chiều nguyên luyện thành nguyên khí gợ ứng đã dùng điểm này lấy ngũ nhạc tiên sơn làm căn cơ để mở động nguyên ngũ nhạc trở thành tiên sơn bên trong động nguyên kể từ đó có khả năng đội luyện động nguyên phía sau mở động nguyên cửu cảnh cùng với lục đạo phi thăng cũng làm cho bọn họ kinh ngạc trố mắt Đợi tới lúc hứa ứng giảng tới tiên nhân đệ lục cảnh, sắc mặt của mọi người đều không kìm được nữa. Dầu của thái thanh đạo nhân du đến nhẹ nhẹ, tức giận mà hừ một tiếng. Đại nghịch bất đạo. Những đạo tổ khác cũng thấy đồng cảm. Lúc trước hứa ứng vẫn chỉ là mượn, luyện khí cửu cảnh của cựu đạo để tu tân đạo. Đến tiên nhân lục vực cảnh thì mới lộ ra đuôi cáo. Lục vực cảnh cần luyện đạo tắc, cái gọi là đạo tắc. Theo như tân đạo chính là phù văn tiên đạo, còn cựu đạo chính là tiên đạo đạo văn hứa ứng thế mà dùng hết cả phù văn tiên đạo lẫn tiên đạo đạo văn chẳng lẫn như thế hắn còn thậm chí vận dụng tới văn lý kỳ lạ của đạo khóc lúc trước hứa ứng vẫn chỉ là lợi dụng cựu đạo hiện tại đúng là chính tả bất vân tội ác cùng cực thái thành đạo hữu bây giờ chúng ta lý luận với hắn hay là đánh hắn đây ngọc thanh đạo nhân nói thái thanh đạo nhân do dự một chút dù sao hứa ứng cũng là đại cao thủ mà những tù đình bọn họ bồi dưỡng ra nếu tùy tiện đánh thì xem như mất hết tình cảm bao năm nay thấy thanh đạo nhân nói chờ hắn kể xong thì lý luận với hắn trước lý luận không được thì đánh hứa ứng kể xong phần đạo tràng lại giảng đạo cảnh giảng xong đạo cảnh mới nói sau đạo cảnh chính là trí tôn cảnh ta chưa đặt chân tới cảnh giới này không thể nói tiếp được lần này hắn nói về 14 cảnh giới tân đạo để làm cho đám người nghe như si như say Lúc trước mặc dù còn thấy do dự Nhưng sau khi nghe hắn giảng dài Từ cạn tới sâu Dần dần không còn hoài nghi gì nữa Bấy giờ một âm thanh vang lên Cảnh giới tân đạo này của ngươi không đúng Tính cả trí tôn cảnh Ngươi chỉ có 14 cảnh giới Mà cảnh giới chính thống của tổ đình Tổng cộng có 17 cảnh giới Cho dù là tiên đình tân đạo Cũng có 16 cảnh giới Lý nào lại càng ngày càng ít đi như thế Mọi người lần lượt nhìn theo tiếng kêu chỉ thấy người nói chuyện chính là hắc sát đế quân trong bắc cực tứ thánh hắn ta là tồn tại đỉnh tiêm trong cựu đạo nhân vật tuyệt đỉnh trong số các thiên quân vừa mới mở miệng đã chỉ thẳng vào sơ hở trong tân đạo của hỡ mọi người thi nhau gật đầu lúc trước bọn họ nghe tới mê mẩn không kịp suy nghĩ sâu xa bây giờ nghĩ lại thì cảnh giới của hữ ứng thật sự bớt đi ba cái so với bình thường hỡ ứng cười nói mặc dù tân đạo này của ta chỉ có 14 cảnh giới nhưng trong đó ẩn giấu đi ba cái khấu quan kỳ và bốn cảnh giới thần kiều kỳ. Nếu như tăng thêm bốn cảnh giới này, tân đạo tổng cộng có 18 cảnh, nhiều hơn một cảnh giới so với cựu đạo, hai cảnh giới so với tiên đình tân đạo. Bình Nam Thiên Quân nói, Hứa tiên Tôn, tiểu cảnh giới có nhiều hơn nữa cũng vô dụng. đạo của người 14 cảnh giới tu thành trí tôn, thế thì trí tôn này có vẻ đơn giản và quá mất giá rồi. Hứa ứng nghiêm mặt nói, lục vực cảnh tân đạo đối ứng với tiên quân của cựu đạo đạo tràng cảnh đối ứng với thiên quân đạo cảnh đối ứng với đại lạc kim tiên còn trí tôn cảnh đối ứng với đại la diệu cảnh và bất hù cảnh nếu có thể tu thành vô thượng pháp thì cần gì phải để ý đơn giản hay mất giá nữa bình nam thiên quân nói miệng nói không bằng chứng gỡ ứng nghiêng đầu nhìn qua một cái lầu minh ngọc hiểu ý nói đạo huynh để ta biểu thị cho hắn xem thử đi Hứa ứng nhẹ nhàng gật đầu Làm phiền đạo hữu Lâu Minh Ngọc phi thân lên Cất cao giọng nói Ta tự chém tu vì trùng tu tân đạo Bây giờ tu thành phi tăng cảnh Đối ứng với thiên tiên cảnh của cựu đạo Vị thiên tiên cảnh nào Đến đánh với ta một trận Phi tăng cảnh quyết đấu với thiên tiên cảnh Tranh lệch ba đại cảnh giới Đột nhiên ngô liễu đạo nhân đứng dậy trầm giọng nói Để ta Mặc dù gã là thiên tiên cảnh Nhưng từng đạp nửa chân vào ngọc kinh khổ tu hơn bốn vạn năm tu vi thực lực đã sớm vượt qua thiên tiên thực lực của gã hiện tại đã đủ để chiến thắng rất nhiều tiên vương hai người đột nhiên bay lên chỉ xa xa tung ra một trường thân thể của ngũ liễu đạo nhân run lên nói lĩnh giáo nói xong thì quay trở lại chỗ cũ ngồi xuống lâu mới ngọc mỉm cười cảm ơn đã nhường y và ngũ liễu đạo nhân giao thủ một trường hai người cũng không hề dùng tới thần thông chỉ dựa vào pháp lực phân cao thấp lần này lại là lâu minh ngọc cao hơn một bậc đại đạo mà lâu minh ngọc tinh thông thực sự quá nhiều y bỏ bao công sức trên lục đạo cảnh hứa ứng chỉ tu thành hai đại đạo cảnh ở trên lục đạo cảnh mà y lại một mạch tu thành 108 đại đạo luyện thành 108 trăm độc nguyên nếu không phải y sợ mình tham thì thâm sau khi thành tiên lại không cách nào làm tới lục vực hợp nhất ở lục vực cảnh y nhất định có thể làm ra vạn loại đạo cảnh vạn tòa động nguyên 108 đại đạo độc quyền đề pháp lực của ý cũng thâm hậu hùng hồn hơn hẳn những người tu hành bình thường bởi vậy nên mới có thể áp chế được pháp lực của ngũ liễu đạo nhân hứa ưng nói trừ vị còn có nghi hoặc đối với tân đạo không mọi người thấy tân đạo ở phi thăng kỳ đã lợi hại như vậy thì vui lòng phục tùng bây giờ thái thanh đạo nhân tay nâng lò luyện đàn bát quái đi tới cười lớn nói hứa đạo hiếu đợi đã lão đạo cũng muốn lý luận với người một phen sắc mặt của hứa ứng nghiêm nghị vội vàng đứng lên không dám đạo huynh xem như nửa sư phụ của ta lâu minh ngọc vội vàng ho khan một cái chỉ sợ hắn tự hạ bối phận hứa ứng nói sao ta dám lý luận cùng với đạo huynh chứ thái thanh đạo nhân cười nói chúng ta lý luận một phen nếu người thắng người chính là đạo tổ tân đạo nếu thua hãy thu hồi tân đạo của ngươi ngoan ngoãn tu luyện chính thống đi hứa ứng cười lớn một tiếng lý luận như thế nào lò luyện đàn bát quái trong tay của thái thanh đạo nhân bay lên úp ngược xuống bát quái đều mở ánh lửa trói mắt vô cùng thái thanh đạo nhân cất bước đánh tới quát người mới không phải mới cũ không phải cũ còn kèm thêm đạo khóc tu đạo gì chứ ta thấy là tà ma ngoại đạo thì có trên đỉnh đầu của lão có một luồng thanh khí bay ra bà thái thanh đạo nhân cùng nhau đánh tới uy thế tăng vọt đám người thấy vậy thì nghẹn họng chân chối sợ hãi nói đây chính là lý luận à tiểu thiên tôn nói lý luận truyền thống chính là như vậy công phu miệng không thuyết phục phải giao thủ xem thực hư lý luận đương nhiên phải so tài một trận rồi sơ thiên đô dò hỏi sư phụ lý luận là so tài một trận vậy đánh nhau thì sao tiểu thiên tôn nói đánh chính là quần đấu sơ thiên đô giật đẩy mình nhìn về phía đám người ngọc thanh ngọc hư ư hoàng đại đạo quân lòng thầm nghĩ còn may là lý luận lỡ động thủ chỉ sợ sư tổ sẽ thảm rồi hứa ứng dừng bước chân động Nguyên thái nhất do bản thân tu luyện ông một tiếng mở ra đạo tràng và động quyền thành tựu nhất thể hỗn độn hải ngăn cản đường đi của thái thanh đạo nhân thái thanh đạo nhân vượt qua hỗn độn hải lại gặp phải huyền hoàng nhị khí đợi tới khi chấn áp vượt qua được huyền hoàng nhị khí thì lại gặp vô định trường hà lúc này hứa ứng đã đánh lui lò luyện đàn bát quái thái thanh đạo nhân không khỏi nghiêm nghị chỉ nghe âm thanh của hứa ứng dụng ung dung truyền tới Từ thượng du của Vũ Định Trường Hà nói Tần đạo là đạo của ta Cựu đạo là đạo của ta Ngoại đạo cũng là đạo của ta Thái thanh đạo nhân và tam thanh Do nhất khí biến thành cũng sông tới chiến đấu mấy hiệp Lại nghe âm thanh của một hứa ứng khác truyền đến Các người gọi là cựu đạo Đơn giản là được xây dựng trên cơ sở công pháp yêu tộc Hạo thiên đế lại học được ngoại đạo Từ bên trên thúy nhằm Lúc này mới có cái gọi là cựu đạo Thái thanh đạo nhân và tam thanh nhìn lại Chỉ thấy bên trong ngọc kinh tiên thành Cũng có một hứa ứng khác đang đánh, đánh tới chỗ bọn họ Lúc này trong thái cực tiên vực Của một đạo cảnh khác Cũng có một hứa ứng sông ra Cười nói Các người lai lịch vốn là bất chính Lấy đầu ra chính tà Thái thanh đạo nhân nghẹn họng trần chối Đột nhiên trên thần kiều Bên trong bất diệt linh quang Bên trong hư không hòa diễm Bên trong độ huyền thái nhất Trên thúy nhằm trong thiên đạo còn có bên trong hồng mông khắp nơi nơi chỗ nào cũng có hư ứng sông ra mười ba hư ứng quay xung quanh bốn thái thanh đạo nhân tấn công thái thanh đạo nhân chịu không biết bao nhiêu đòn bị đánh tới mức tam thanh hóa thành ba luồng khí xanh vàng trắng trở về cơ thể bản thân của lão thì lại vội vàng phóng ra ngoài một đám hư ứng đuổi theo qua đột nhiên thái cực đồ bay tới ngọc thanh đạo nhân tế thái cực đồ lên định trụ 13 tòa đạo cảnh của hứa ứng, cười lớn nói, xin hứa đạo hiếu đợi đã, tân đạo của người tùy tốt, nhưng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, như công dã tràng mà thôi. Lão tế lên không chỉ là thái cực đồ, còn có vô cực đồ giấu ở bên trong. Ngọc Thanh Đạo Nhân dẫm trần xuống, chỉ thấy ở giữa hai đại trí bảo diệu cảnh thái cực vô cực đồ. Hiện ra một đạo kim kiều, Ngọc Thanh Đạo Nhân đứng ở trên cầu, cùng quyết đấu với 13 hứa ứng đảng đánh tới chỉ trong khoảnh khắc đã giết chết 13 hứa ứng, thi thể lần lượt rơi xuống cổng. Lúc này chân thân của hứa ứng xuất hiện, leo lên kim kiều, cười nói, Đạo huynh, người cũng là nửa sư phụ của ta, sao lại chấp mê bất ngộ? Kim kiều của người vẫn là ta dạy, thi triển ở trước mặt ta, chẳng lẽ không sợ hai đại trí bảo diệu cảnh này đều không còn là của ngươi sao? Trường 616 Trước giờ quyết chiến, thanh đạo nhân phát động vô cực thái cực đồ để chân áp hứa ứng đã thấy hứa ứng dẫm trần xuống đậu uyên thái nhất lập tức thống nhất 13 đạo cảnh hóa thành một đạo kim kiều vật ngang qua hai đạo chí bảo diệu cảnh ngăn chặn kim kiều ngồi ngọc ngọc thanh đạo nhân ngọc thanh đạo nhân nói thầm một tiếng không ổn đã thấy trên đỉnh đầu hứa ứng có một lầu khí bay ra hóa thành ba hứa ứng lên xuống mấy cái bay về phía cây cầu của lão ngọc thanh đạo nhân rơi vào bên trong thái cực đồ trong lòng biết mình đã thua rồi nên nhảy ra khỏi thái cực đồ hứa ứng đã thu hồi vũ cực đồ hai tay đừng lấy cung kính dâng lên ngọc thanh đạo nhân đưa tay cầm lấy vô cực đồ thở dài quay người rời đi hứa ứng xoay người đối diện đã thấy phất trần của ngọc hư đạo nhân hóa thành vô số sợi tơ như là từng thanh kiếm mỏng được thiên truy bách luyện đâm thẳng về phía hắn hứa ứng phát động vô lậu kim thân ngàn vạn sợi tơ đâm vào trên người hắn không tìm được sơ hở đột nhiên vô số sợi tơ tập hợp thành một bị ngọc hư đạo nhân cầm trong tay đạo nhân kia một tay kình thiên hét lớn một tiếng đạo tràng cô lôn cảnh vậy mà móc ngược xuống và chạm cùng với đạo tràng độc uyên thái nhất của hữu ứng đấu sức với nhau ngọc cư đạo nhân cầm phất trần đánh tới đánh không được mấy hiệp đạo tràng cô lôn cảnh đã không chấn áp được đạo tràng của hữu ứng ngọc hư đạo nhân thu phất trần cười nói hứa đạo tổ quả nhiên có mấy phần năng lực hứa ứng do dự một chút cung kính có người ngọc hư đạo tổ là ân sư thụ nghiệp của tổ tiên nhà hắn ngọc hư đạo nhân cũng không có dị nghị gì khi tổ tiên của hắn đầu nhập vào thanh huyền thuận theo tự nhiên hiện tại hư ứng để ngọc hư đạo nhân phải khó xử trong lòng luôn cảm thấy băn khoăn ngọc hư đạo nhân rời đi lúc này hư hoàng đại đạo quân đi tới Hư ứng không còn nghiêm nghị trong số thiên địa nguyên thần của các vị đạo tổ hư hoàng là mạnh nhất lão là tồn tại duy nhất cần đế quân dùng từ u minh đào chân áp miễn cho phục sinh Hư hoàng tay chống hồng mông phiên Cất tiếng ngợi khen Công pháp thần thông của hứa đạo tổ Có thể xưng là tuyệt đại Ta cũng muốn thử một lần xem Hư ứng lặng lẽ lấy sơn thủy trợn thiên xích ra Nghiêm nghị nói Đạo huynh cần gì vận dụng trí bảo diệu cảnh chứ Đặt trí bảo xuống đi Đừng làm tổn thương hỏa khí Hư hoàng không nói một lời Tế hồng mông phiên lên đánh tới Hư ứng không nói lời nào Cũng tế trượng thiên xích lên Chỉ trong một thoáng sơn thủy đồ đã che kín đạo tràng ầm một tiếng sông phương va chạm một cái Trọc mặt hứa ứng xuất hiện một mảnh tử quang khi tức chấn động chân đứng cổng vững liên tục lui về sau đợi cho tới khi tầm mắt của hắn khôi phục chỉ thấy hư hoàng đã rời khỏi đạo tràng độc uyên thái nhất Vị thiên điệu nguyên thần này của đại đạo quân vẫn rất lợi hại suy chút nữa hắn đã không ngăn cản nổi Hứa ứng nhìn quanh bốn phía chỉ thấy đám người hư hoàng đại đạo quân thái thanh đạo nhân Ngọc Thanh, Ngọc Hư Đạo Nhân đang vây quanh thái nhất đại đạo trận của hắn. Một người có hồng bông phiên đứng ở sau lưng, một người có lò luyện đan tung bay sau lưng. Trên đạo bào của Ngọc Thanh Đạo Nhân in vũ cực đồ, trong lòng bàn tay cầm thái cực đồ. Ngọc Hư Đạo Nhân thì gác vất trần ở trên quỷu tay. Tiểu Hỷ Tiên không khỏi nghiêm nghị, vội vàng nói với Tiểu Thiên Tôn. Vừa rồi lý luận xong rồi, đây là muốn đánh đúng không? Tiểu Thiên Tôn cũng căng thẳng vô cùng. Một trọi một thì hứa ứng không sợ bốn vị đạo nhân nhưng bốn đạo nhân cùng lên một lượt chỉ sợ không tới mấy chiều đã giết chết được hứa ứng rồi sau lưng hư hoàng đại đạo quân có vạn đạo tử khí quanh quần tới tận chân trời tán dương hứa đạo tổ hứa ứng đại thiên tôn thái thanh đạo nhân sau lưng ánh lửa hương hực khen thánh lộ duy tần đạo hương rộng mở ngọc thanh đạo nhân tế ra vũ cực đồ hình thành một vầng sáng hình tròn vô biên vô giới khen tân đạo hóa sinh sinh sôi không ngừng ngọc hư đạo nhân tiên ký mờ mịt khen lễ kính tân đạo chủ đạo tâm duy vi quang thải nguyên thánh đạo hòa truyền thừa vĩnh thế bất diệt ưa ứng nhìn bọn họ trong lòng cảm độ không thôi tân đạo của hắn sẽ phải xây dựng trên cựu đạo cựu đạo lại vì vậy mà tàn lụi dần dần tử vong bốn vị đạo nhân còn lại có thể buông bỏ thành kiến lại lấy phương thức đạo hòa truyền thừa để hắn tiếp nhận cựu đạo đi tiếp phần ý chí này hắn chưa bao giờ nhìn thấy cũng chưa từng có hắn há to miệng trong lồng ngực có một cỗ nhiệt huyết đắp cuộn trào ta bấy giờ âm thanh của tiền đế trí tôn truyền đến hứa ứng là đạo tổ tân đạo đã hỏi ý kiến tiền đế tân đạo chưa đúng lúc đang ăn mừng tiền đế đột nhiên xuất hiện nói ra những lời này họ tránh khỏi làm người khác cụt hứng mọi người lũ lượt ngửa đầu nhìn lên chỉ thấy tiền đế trí tôn đã đi tới bên cạnh tham đạo đài từ lúc nào ở trên cao nhìn xuống bên này sắc mặt có vẻ hờ hững từ lần trước hứa ứng độ kiếp phi thăng tơi này đã qua hơn nửa năm tiên đế chí tồn một mực tìm kiếm vị trí của hứa ứng chờ ngày thu hoạch nên dù thế nào đi nữa cũng không thể để cho hứa ứng truyền đạo thành công được 60 vạn năm chủ tính không thể vì vậy mà tan thành mây khói được hứa ứng ngẩng đầu nhìn lên cùng với tiền đế bốn mắt nhìn nhau trong ánh mắt đều có sát ý tiểu hỷ tiên lên trước một bước quát sư phụ ta đại biểu tân đạo lập cảnh giới khác tạo phúc cho thương sinh là đạo tổ tân đạo sư phụ ta chưa lập tiền đế cho tân đạo người tính là cái thá gì kia họ mạnh người ăn không ngồi rồi lén ngồi lên đế vị hứa ứng đưa tay ngăn nàng cười nói nhà đầu chớ mắng nữa nghe còn có văn hóa hơn cả ta bệ hạ là đến học đạo hay là đến luận đạo tiền đế chí tôn không thèm quan tâm tới những lời quát mắng của tiểu hỷ tiên bình tĩnh nói học đạo thì sao luận đạo thì thế nào hứa ứng nói học đạo chính là ta giảng ngươi nghe luận đạo chính là xem thực lực tiên đế chi tôn nói trong thiên hạ đều là đất của vua những kẻ sống trên đó đều là thần tử của vua hứa ứng mẫu thân ngươi còn là nghĩa nữ của ta phụ thân ngươi làm thiên tôn trong triều đình của ta người thương của ngươi cũng là nguyên quân dưới trướng của ta ngươi là thần tử của ta sao dám cùng ta luận đạo sắc mặt của hứa ứng trầm xuống tiên đế một câu dùng ba nhân vật quan trọng để bắt lấy hắn lần này đến không phải là học vì đạo cũng không phải là vì luận đạo mà là đến để thu hoạch tiên đế trí tôn mỉm cười nói hứa ứng cho người cơ hội luận đạo người mới có cơ hội luận đạo chấm không cho người không có cơ hội này còn tân đạo mà người nói chẳng qua chỉ là hoa trong gương trăng trong nước trên đời này vẫn phải nhìn tu vi thực lực cũng không phải dựa vào mồm mép dựa vào cái miệng không thể phá được tổ đình tử vi không diệt được các đạo môn khác không lật đổ được thời đại trước lão cười ngạo kế, cái gọi là tân đạo cái gọi là tân triều là dùng thi cốt của vô số tù sĩ để lát đường là dùng vô số đào bình chém giết hủy diệt tất cả những thứ cũ lúc này mới có thể thành lập tân triều giữa núi thay biển máu Lãnh tụ Tân Triều, ai mà không phải cường giả bò ra từ trong núi thay biển máu, tùng miệng để xác lập tân đạo, lật đổ cựu đạo sao? Vậy thì 60 vạn năm trước, bọn ta còn liều mạng chém giết làm gì? Thầy Thanh Đạo Nhân, Ngọc Thanh Đạo Nhân nhìn về phía hư hoàng đại đạo quân, lộ ra vẻ hỏi thăm. Có đánh không? Hư hoàng đại đạo quân lặng lẽ lắc đầu, đưa tay chỉ một cái. Vị đạo nhân nhìn lại, chỉ thấy tạo hóa và la phù đạo chủ đang đứng ở cách đó không xa, Hai người này đều là trụ cột thành lập tân tiên đỉnh năm đó, một trong lục tôn thập nhị diệu. Bây giờ hiện thân hiển nhiên là để áp trận cho tiền đế. Tạo hóa chí tôn là đệ tử của hư hoàng đại đạo quân. Giờ này lòng ôm chí lớn, năm đó bởi vì nhìn thấy dân chúng lầm than. Hận huyền đô Ngọc Kinh Sơn không có hành động, kẻ cầm quyền chỉ biết trông coi của cải của mình, không nhìn thấy tương lai, thế là phản lại huyền đô, khởi nghĩa tạo phản. Là phù đạo chủ vào lúc đó đã là đại lạc kim tiên Cũng nổi tiếng lâu đời Bởi vì nhìn theo vô số chúng sinh dãy dụa Trúc cực khổ, tử vong, đạo tâm xúc động Khóc lớn một trận Sau đó mới khởi nghĩa Hai người này dẫm lên vô số thì cốt Mới có thành tựu và địa vị bây giờ Cũng không phải chỉ có hư danh Nếu như đánh, hai người này Đủ để chân áp các đại tổ đình Bây giờ tổ đình không thể so với năm đó Đối phó với một la phù đạo chủ Cố bất niệm đã bị trọng thương cũng cần bọn họ xuất động toàn bộ hiện nay chỉ sợ thương thế của lão phủ đạo chủ đã khỏi hẳn nếu như lại có thêm tạo hóa chí tôn ân nguyên chỉ sợ tổ đình sẽ toàn quân bị diệt cộng thêm viễn tổ đại long và quả chuông kia nói không chừng có thể đánh ngang tay muốn động thủ chỉ có thể chờ tổ thân trở về gỡ ứng nhìn về phía tạo hóa trí tôn tạo hóa trí tôn từ xa cuối người cười lớn nói gỡ đạo tổ giảng đạo rất có khí tượng cơ kỳ bất phàm Ta nghe nói cũng cảm thấy trong lòng âu sầu Hận không thể lập tức tự chém cảnh giới trùng tú một ven Hứa ứng không người nói Đạo huynh quá khen Ánh mắt của hắn lại đào qua lá phù đạo chủ Lá phù đạo chủ khen Tần đạo của hứa đạo tổ mở ra một con đường khác Nhất là lấy trí tôn cảnh Làm tiên đạo đệ ngũ cảnh Khiến cho ta nhận được gợi ý lớn áo cũng tới nơi này Nghe giảng một thời gian Ngày hứa ứng nói tới hai đại đạo cảnh giới Đạo tràng và đạo cảnh lại nhìn thấy hứa ứng quyết đấu cùng với được các đạo tổ nhìn mà than thở vô cùng khâm phục hứa ứng đạo huynh quá khen hứa ứng cuối người nói không dám là phủ đạo chủ cố bất niệm đáp lễ ánh mắt rời vào trên người lầu minh ngọc sau lưng hứa ứng ánh mắt lóe lên vẻ căm hận lão bị lầu minh ngọc điều khiển đại minh cùng đả thương sau này cứ như gặp phải vận rủi quấn thân đầu tiên là bị tiền đế đánh lén về sau lại bị trí bảo của các đại tổ đình vây đánh từ vi hậu chủ còn thừa cơ chém đứt một chân vạc của tử vi đẫm ma đình để uy lực của trí bảo của lão tổn hao không còn như trước bởi vậy lão thật sự rất căm hận lâu minh ngọc lâu minh ngọc nhìn thấy ánh mắt của lão thầm nghĩ đây cũng là chức trách của người hộ đạo tân đạo đấy tiên đế chí tôn mở miệng gỡ ứng mẫu thân của người là nghệ nữ của chấm phụ thân người là hiền tế của chấm chấm không lấy phụ mẫu của người già để áp chế người chấm chỉ vì luận đạo chỉ về tìm ra chính đạo cho thiên hạ này âm thanh của lão dõng rạc, âm vàng hữu lực nếu như người chiến thắng trẫm phục người thành đạo tổ sẽ mở rộng đạo pháp của ngươi nếu người thua thân tử đạo tiêu cái gọi là tân đạo kia cũng không cần nhắc lại sau ba ngày xin đợi pháp giá của ngươi ở thiên uyên nói xong lão quay người rời đi hứa ứng khẽ nhũ mày trong lòng cảm thấy lo lắng tiên đế nhiều lần nhắc tới vụ mẫu của hắn khiến cho hắn không thể không lo lắng Hứa ừ đạo tổ đến phân yêu cho người Ngọc hư đạo nhân tiến lên nói Ta sẽ tới tiên đình Đi gặp lệnh đường Bảo vệ an nguy cho họ Thái thanh đạo nhân nghe vậy cũng nói Chỉ dựa vào đạo huynh Chỉ sợ còn chưa đủ để chân nhấp minh tồn Ta cũng đi với người Ngọc thanh đạo nhân cười nói Hai người các người đều là phản tạc đối với tiên đình Các người tới tiên đình Đình sẽ không phải như sẽ lâm đại địch sao Chỉ sợ tiên đình cửu tiên cửu đế đều sẽ xuất động Hai vị đạo hữu không gánh nổi đâu Phải thêm cả ta vào nữa Hư hoàng đại đạo quân nói Tiên đình ngọa hồ tàng long Không thể xem thường Ta cũng sẽ tới đó tỏa chấn bấy giờ khi tím từ tây tới Một chiếc thuyền nhỏ chờ thi thể Của tử vi hậu chủ tới chỗ này Thi thể kia ngồi dậy từ trên thuyền nói Hứa đạo hữu có ân với tử vi Ta đương nhiên phải tới chợ trận Điện diêm la cũng lũ lượt đi tới Tân Quảng Vương nói Ân tình khôi phục Chỉ ân không thể trả được nguyện cống hiến chút sức mọn này trong lòng hứa ứng cảm động sáng dài tới đất nói đà tạ chư vị đạo huynh hư hoàng đại đạo quân nói nếu hứa đạo hữu không hoàn toàn nắm chắc thì có thể tới tổ đình thiên đạo một chuyến trong lòng mọi người cái độc rối rít nói nên tới tổ đình tiên đạo một chuyến mỗi người bọn họ đều dặn dò hứa ứng một phen sau đó đều đứng dậy đi về phía tiên đình ở địa tiên giới từ khi thanh huyền khởi nghĩa và sáu mươi vạn năm san bằng các đại đạo môn lật đổ từ vi tiên đỉnh tới nay đây là lần đầu tiên tân tiên đỉnh gặp phải nhiều đạo tổ đột kích tới vậy không khỏi như lâm đại địch đám người hư hoàng đại đạo quân từ vi hậu chủ vừa mới tiến vào tiên đỉnh cửu tiên cửu đế đã nhận được tin tức viên thiên đại đế mới nhầm chức nghe tin suy chút nữa đã bỏ xuống đế ấn đế trung để chạy chối chết đám lão già muốn khôi phục ngay vàng ư ừ. gã không khỏi kêu lên Viêm Thiên Đại Đế mới này họ triệu tên đắc chủ, bởi vì Trường Sinh Đế cũ tạo phản, cho nên không muốn kế thừa danh hào Trường Sinh Đế. Nhưng Viêm Thiên Đại Đế trước Trường Sinh Đế cũng tạo phản làm loạn, cho nên danh hào Viêm Thiên Đế cũng không kế thừa được. Cuối cùng, các chỉ có thể lấy cái tôn hiệu Đức Chợ Đế, Đắc đạo đa trợ. Nhưng cũng có vẻ lịch sự tào nhã. Đức trợ Đế chưa thu thập xong, bát đế còn lại đã khi thế hùng hổ từ trên cửu thiên đi tới Viêm Thiên gã đành phải kiên trì đi theo bọn họ tiến về tiên đình trong lòng rất khó chịu ta mới ngồi lên vị trí của viên thiên đại đế không lâu còn chưa kịp hưởng thụ thì đã có chuyện nhưng như thế cũng tốt hai vị trước đó đều là tạo phản chỉ có ta là oanh liệt cựu thiên cửu đế đi vào đế cung chỉ thấy đám người đại đế và đạo tổ cựu đạo như thái thanh ngọc thanh ngọc hư thập điện diêm la từ vi hậu chủ đều ngồi ngay ngắn ở trên không trung vị ương cung trong đó lấy hư hoàng đại đạo quân làm đầu trong tiên đình cũng có danh xưng đạo quân tỷ như cửu cung đạo quân nhưng lại không ai có thể xưng chữ đại này nhất là thời đại cổ xưa rất xem trọng tôn ti rất xem trọng vấn đề xưng hô phàm là xưng đại đều có chỗ hơn người hết trường 616 trăm mười đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành xin hẹn gặp lại